Alo, alo. Alo, anh Bình Gôn đấy phải không ạ? Không phải, nhưng mà mình vừa phát hiện ra một shop bán đồ tự động game ngọc rồng cực kỳ uy tín và giá lại rẻ, đang giảm giá 50% luôn. Thì đó là shop đồ ngon.com nha. Bạn nào cần mua đồ game ngọc rồng thì có lên shop đồ ngon.com để mua nhé. Trên đây bán rất nhiều đồ VIP giá rẻ, giảm 50% cho anh em mua thỏa thích. Hơn thế nữa, shop còn có những vòng quay có những phần quà vô cùng hấp dẫn. Đôi top nạp thẻ nhận rất nhiều quà. Truy cập ngay shop đồ ngon.com để biết thêm nha. Link shop mình để ở phần mô tả nhé. Ok, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với video của mình. Đầu video chúc em ngày mới vui vẻ nha. Thì hôm nay tôi sẽ làm clip lại một nick mới để tặng cho anh em nha. Đầu tiên thì tôi sẽ đặt tên ID nhân vật là Top 1 VIP. Đây là con nick mình sẽ tặng cho anh em nha. Tôi sẽ không để tài khoản mật khẩu ở video này đâu anh em ạ. Vì để này thì người nào vào nhanh nhất thì người sẽ nhận được. Nên là tôi muốn là những người nào xem được video cũng đều có cơ hội nhận được nha anh em. Thế nên là mọi người hãy đăng ký kênh và like và comment ở dưới. Đến clip sau tôi sẽ chốt giải nha anh em. Quan trọng là comment ở dưới nha anh em. Để tôi dùng cái gian doom ấy, cái gian doom để tìm ra người may mắn nhất ấy, để nhận được con nick nha anh em. Giờ thì sẽ đi làm những nhiệm vụ đầu tiên của game. Ok anh em, xong nhiệm vụ mộng nhân rồi nè. Bây giờ mình sẽ trả nhiệm vụ và đi làm nhiệm vụ tiếp theo. Tiếp theo là nhiệm vụ tiêu diệt 10, lấy 10 cái đùi gà anh em ạ. Bây giờ thì tôi phải đăng ký cái tài khoản đã. Ok, tôi đăng ký xong rồi nha anh em. Giờ thì giết nó và tìm đùi gà thôi. Anh em nhớ là phải comment ở dưới nha anh em. Cậu mới đăng ký kênh mới like thì cái hệ thống nó sẽ tự chọn ra một bạn may mắn nhất để nhận nick nha anh em. Và đây là con cuối cùng nha anh em. Con cuối cùng của nhiệm vụ. Ok xong rồi, mình sẽ trả nha anh em. Trả nhiệm vụ để làm đến nhiệm vụ tiếp theo nha anh em. Tiếp theo là nhiệm vụ tìm sao băng thì phải. Tôi làm đến nhiệm vụ này phát là tôi đi úp luôn nha anh em. Úp lên để làm con đệ tử cho cái nick này. Ok, nàng Kakarot này. À quên, tôi nhớ là phải như phải cộng tiềm năng ấy phải. Cộng vào đã. Ok, bây giờ thì qua rồi. Bây giờ tôi sẽ ra nhặt đứa bé, xong là tôi sẽ mua bùa tôi úp nó nhanh nha. Úp lên 40.000 sức mạnh để làm mấy cái nhiệm vụ kia cho xong. Trước tiên thì mình phải mua bùa nhanh nha. Mua 3 cái bùa đầu tiên và treo quả mắt quái 200 ấy, quái quỷ đất này. Tôi úp lên 40.000 rồi nhanh nha. Bây giờ thì chỉ việc đi làm nhiệm vụ và săn Super Brony, kiếm đệ tử cho lúa, xong rồi tôi sẽ tặng cho anh em nha. Nhớ là anh em phải đăng ký kênh, like và comment ở dưới để tôi tìm ra một bạn may mắn nhất nha anh em. Nếu mà không làm đủ các bước như trên thì anh em không nhận được đâu nha. Phải làm đúng các bước nha, có 3 bước thôi. Nên là các anh em cố gắng làm cho nó xong. Anh em nào có nhu cầu làm đệ tử hoặc là làm nhiệm vụ úp sức mạnh, đệ tử úp sức mạnh siêu phụ thì hãy liên hệ tôi qua Zalo, tôi để ở cuối video nha anh em. Bây giờ thì tôi sẽ làm nhiệm vụ này. Xong rồi anh nha anh em. Bây giờ tôi sẽ cắt đến đoạn kia luôn. Ok, tôi vừa làm xong 20 con quỷ bay rồi nha. Bây giờ thì về trả nhiệm vụ và làm nhiệm vụ tìm ngọc rồng 7 sao. Tôi chơi phiên bản thường nên là chạy nó hơi chậm nha anh em. Mà anh em nào muốn mua vàng ấy thì liên hệ với tôi. 100k bằng 550 triệu nha anh em. Ok, giờ thì về trả nhiệm vụ và làm thật nhanh mấy cái nhiệm vụ kia nào. Tôi sẽ tua nhanh đoạn này nha anh em. Tua mắc nhanh luôn. Giờ thì đến nhiệm vụ tìm ngọc rồng 7 sao. Đây là con cuối cùng này.
một phát đánh ra luôn viên ngọc rồng. Ok nha anh em, xong rồi. Bây giờ thì đi về và chọn nhiệm vụ tôi làm. Ok, đến đây nhiệm vụ đến rừng casino nha anh em. Sắp qua được vách núi đen rồi. Bây giờ thì mình sẽ đến đó nha anh em. Tiêu diệt thằng tàu 77, nhận về viên ngọc rồng 6 sao. Bây giờ thì cứ cộng hết được sức đánh nha anh em. Để HP là 100 để tí đánh tàu 77 cho nó dễ. Cộng hết được sức đánh nha anh em. 40 sức đánh rồi. Mặc đồ vào. Ok. Ra nói chuyện với bò mộng và lên đánh thằng mèo. Bây giờ thì anh em hãy dùng chiêu đấm Calix 2 nha anh em. Hãy sử dụng cái sách ấy để đấm cho nó mạnh hơn. Để đánh con thần mèo này tôi phải dùng một cái mẹo nha anh em. Không dùng mẹo thì đánh thì cũng được nhưng mà nó lâu, với cả nó khó hơn. Đó, huyết sáo và chạy vào. Bây giờ HP tôi nó gấp đôi rồi, thế nên là đánh nó sẽ dễ hơn. Mà tại tôi dùng phiên bản thường nên là nó chậm, nên là ăn nó cũng khó. May quá. Còn đúng một máu ạ. Bây giờ thì tháo cái quần ra và xuống đánh con tàu 77 nha anh em. HP 100 thì con tàu 77 nó đánh nhẹ, đánh anh em chỉ mất có một máu thôi nha. Khá là dễ. Đó, anh chỉ có một máu, còn mình thì đánh nó bao giờ nó chết thì thôi. Nó chết rồi nè. Bây giờ thì trả nhiệm vụ và lên đường làm đệ tử thôi anh em. Ok. Nói chuyện qua rồi, ok. Bây giờ thì vào bang nha anh em. Xong nhiệm vụ bang hội nè. Bây giờ thì tôi sẽ làm đệ tử nha anh em. Ok. Ở khu 5 nha anh em. Đợi 14 giây nữa. Còn làm đệ tử này hơi phế thật. Mình không để ý thời gian ạ. Qua đi. 2 giây. Khu 5 nè. Đây. Xúc còn một máu này anh em. Bục. Xin con đạn, lúc nhẹ con đạn. Ok, chat tí à. Ok, xin slot đệ tử nha anh em. Bây giờ thì anh em hãy comment bất kỳ một thứ gì ở xuống dưới video của tôi để clip sau tôi sẽ chọn ra một bạn may mắn nhất nha anh em. YouTuber top 1 của Google TV. Xin slot đệ tử. Giờ thì tôi sẽ thoát ra vào lại để xem chỉ số con đệ nha anh em. 3, 2, 1. Vào game. Một con đệ Satan nha anh em. Sức đánh 41, chưa đấm Dragon. Ui, ngon. Ui, HP lại còn gấp 3 lần kỳ. Giáp 1.66 kìa. Tóm lại là con đệ này xịn vãi trưởng. Con đệ này úp có tương lai nha anh em. Tương lai là ra Kamezoko nha anh em. Bây giờ thì tôi sẽ dừng clip ở đây. Bye bye anh em. Hẹn gặp anh em ở video tiếp theo. Tay anh với ra, dù hai ta đứng xa, anh đã đưa đôi tay mình cho em, còn dìu bước em qua trong đó.